Mà chúng ta chưa hết lùi để giáo đánh chớ rồi nhỉ? Chớp. Rồi ăn xe xuống cũng chết. Nào mà cho chết. Ngọt không? Mày quá, nó các bạn đầu tiên. Chú không để chọc nữa. Còn làm bán nữa. Thế là vì hấp dẫn. Chính nợ à? Đánh nhập 6 ván, cả trước. Đánh à, có cái đánh 6 ván, đánh thì chỉ nợ. Đó, bắt đầu đánh ván đầu tiên là chỉ nợ. Cả trước, cả trước. Quay quay trực tiếp cho nó máu. Bằng tí nữa chụp luôn cả cái mặt này. Được chưa, được chưa. Hai mặt ông ta lên tối nay là bổ cờ đỏ là không, xuyên ra đánh cao. Tí nữa ấy thì nói xong, nói cờ đỏ. Đầu đấy ưu ý vậy. Tí nữa đỏ... Hai tay đỏ khét tiếng là xuyên. Tay cờ đỏ khét tiếng là xuyên. Hết phố trống này nhỉ, lật tổ chức hết phố trống. Hết trống chánh này. Lên mã cái thì anh đây lên mắt này nó này ngon thắng cờ này, cờ mình đang yêu thua là chưa thua đã thua được thua rồi đi đéo đâu chẳng thua đi đó bé tinh tập tập kia chưa ạ nghe có tội đọc thì xấu đấy đâu đấy đọc đâu đâu cờ đấy hết sức thông cảm, không hỏi tại sao giờ này nó hở nước là kinh lắm. Hở nước đi.
quên nước cần điện thoại. Phải nước quên cân là việc rất bình thường. Phải nước quên cân rất là bình thường. Vậy nên là cò. Phải nước quên cân rất là bình thường. Một mười hai gì
Thế ăn con này đi ăn lên, ăn con này đi sẽ ăn vào. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, hết sức thông cảm. Gã con kia phát tan trường, hết sức thông cảm chú Đức. Tan gì mà tan? Tan trường, tan rồi. Còn không tan rồi, ông tan rồi còn gì đấy? Tao làm gì mà tao mình đây vẫn đang anh ngồi đáy giếng lắm mày, phải ra ngoài mới thấy được. Mới lắm cao thủ rồi. Cầu nó giao lưu hơn nhiều. Bên ngoài đẳng cấp hơn. Em giờ cứ đánh thắng ông này là đi đâu cũng được, có vậy không cần đánh thắng ông này. Thắng anh đơn giản. Đấy, cứ đánh thắng ông này là được không? Là ở đây là trùm trùm tạm đấy, trùm trùm đấy không? Thế bắt nạt thì công thắng cày như thế này là được không vậy? Đánh xong cái thắng tuyệt đối là đấy là được. Cày không? Thắng cày đánh chúng ta đánh 3 bàn trắng. Đấy là đánh thua 5 phát. Để cái tạo hội, nợ cả năm nó tính được. Nó bảo ông bảo ấy nhé. Thắng đánh cờ bình thường. Chú số là nghỉ. Được mà. Đấy. Số là nghỉ. Cảnh thôi. Thì ra tôi huấn luyện cho sư phụ để đánh tiền nhá. Ok. Nếu đoạn huấn luyện sư phụ thắng muốn đánh tiền thì bắt tôi đã. Đấy không tiền. Đấy đấy, cái đấy. Đây. Bán thập cẩm. Bán các thứ trên mạng. Hai vợ chồng của bạn bán cái đấy rồi. Không, vợ em có làm gì đâu. Có mình em làm rồi. Không làm, không liên quan đến thạo tiền. Không. Thế thì bán tất cả mình, thứ. Mình chỉ đi mua về thôi. Xong là giới thiệu sản phẩm này. Bán. Cái cá đây vậy. Em giới thiệu đây kỳ thủ vậy thôi. Thực ra mình muốn giao lưu với các người khác rồi. Làm biết hết. Em biết hết. Mình ra đi giao lưu là cũng phải cử những đội nhất nhì rồi thì mới đi giao lưu được. Thua. Với cái thằng hậu của mày nó làm cổ liền, nó có hay làm cổ dài không nhỉ? À vậy thôi, tưởng nó thấy nó toàn làm cổ liền thì hỏi người khác. Thấy chưa?
Thế đội anh là học cùng Nga 6 rồi nhỉ? Ừ. Qua hôm kia nhỉ? Hôm kia ông Lưu lên đỗ xá mua gỗ rồi. Mấy thằng làng nhái Yên Hồng lên cũng xóa bố tên ông Lưu đi. Không để tên mình đấy. Lưu lúc sau quay lại một mẹ tên tao xóa ấy. Chửi nhau như đấy. Ông Lưu bảo mày xuống Lan Xuyên mua gỗ kiểu đấy. Đấm mấy trận. Mua gỗ kiểu đẻo ấy. Ừ. Thế người ta đánh tên rồi qua. Bàn nào có nước hay không là tự dân trên mạng họ bình luận rồi. Đấy. Tự họ biết được bàn nào là bàn có hay. Bàn cờ hay không là nhìn cái đồng hồ phải đập liên tục thôi. Tức là hoạt động trí não hết công suất. Lý Sơn cả chuyện đạt rồi. Điệu họ Lý Sơn thứ nhất là điệu họ Lý Sơn chưa? Thời gian chớp nên là không cho phép nghĩ lâu và nghĩ nhanh thì sướng là cho sướng thiện thôi, chỉ có phát là hết đánh rồi biến hàng căn bản con xe là núp điệu hổ Lý Sơn mẹ điệu hổ Lý Sơn ở nước thì quá ở ba một chọc mình dẫn ăn luôn nếu ăn nhỉ chọc mẹ đánh chờ mình thắng mình biết gì anh Đức là đang tính đánh hết không tính là con ăn con cháu này họ co về chiếu co về tao nó luôn bắt xe luôn nó còn ngon thông báo tỷ số thay ăn chú đứng xuống đây cái là họ chơi hai ba nữa rồi. Ông đánh được năm trận ngang với Gia Cát đấy không? Chinh phục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếu tư đầy bạc hết. Đối thủ giãn mặt. Bác theo dõi nhiều trận thì thấy ai là cao thủ nhất? Dây một chớp nặng chớp chớp nặng you
cắm xuống cổ. Phong trần. Phong trần. Phong trần. Phong trần. Phong trần. Mốt cái nào mà kịp được là mốt với hai gì đấy, mốt với hai gì đấy. Hai. Thì hai này, hai này. Ba. Đó, mốt. À, mốt. Mốt. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ba hai. Ba hai. Quá lắm rồi đồ mày dễ. Chạy đi.
chưa đủ lực lượng tiêu diệt. Tiếp tục vào đây.